Xin chào các bạn. Thì hôm nay trên bàn của mình các bạn có thể nhìn thấy ngay ha. Đây là một chai Chivas 12 của Nhật các bạn ha. Đó. Của Nhật thì các bạn biết rồi, nó là một màu xanh khác với lại Chivas thường là màu đỏ các bạn ha. Đây mình sẽ quay một vòng cho các bạn coi cái hộp của chai Chivas này. Đó, đây là cái thông số của bạn ha. Đây là hàng nội địa của Nhật các bạn. Và các bạn biết rồi, này, hàng nội địa của Nhật thì KCS của nó rất là khó các bạn ha. Đó. Nên chất lượng của nó sẽ khác với chất lượng của các nước khác các bạn nhé. Chai này hoàn toàn chưa mở hộp các bạn ha. Nên mình sẽ không mở hộp bởi vì đây là chai giao khách các bạn. Đó, mình chỉ quay sơ qua cho bạn coi cái hộp của chai Chivas này thôi. Được thiết kế rất là phong cách Nhật các bạn ha. Nó có chữ Nhật 12. Đó, một màu xanh rất là mát các bạn. Còn cái hình thật của nó mình sẽ để ở cái kế bên cho các bạn coi các bạn ha. Còn chai này là chai giao khách và khách không cho mở nên các bạn thông cảm giúp mình ha. Đó, Chivas Nhật thì các bạn biết rồi. À, mình thì không phải dân nhậu nên mình cũng không có dám nói nhiều về cái chất lượng rượu các bạn. Nhưng mà mọi người á mà dân chơi rượu hay uống Chivas á là khách của mình nhá. Nên người ta rất thích uống cái dòng Chivas Nhật này các bạn. Đó, mỗi năm một cái anh này là phải mua ít nhất là một chai. Để uống, có năm anh mua 2-3 chai để tặng các bạn. Đó, thì năm nay anh cũng đã mua một chai. Đây, Chivas Nhật 12. Đó, Chivas Nhật thì nó có giá cao hơn Chivas 12 khá là nhiều các bạn ha. Chai này bên mình đang để khoảng là 1,4 triệu. Tùy vào thời điểm nó sẽ có thể xuống hoặc lên các bạn ha. Có những thời điểm nó chỉ có 1,35 triệu thôi các bạn. Đó, những cái thời điểm mà khan hàng thì nó có thể đẩy lên đến 1,5 triệu. Thì đó, thì bên mình đang phân phối trong tầm giá đó các bạn ha. Đó, trong khi một chai Chivas thường nó thì tầm khoảng 800-900 thôi các bạn. Một chai Chivas đỏ bình thường mình sẽ để kế bên cho các bạn coi luôn. Thì KCS của Nhật các bạn biết rồi, rất là khó. Các sản phẩm nào nội địa của Nhật cũng rất là tốt. Đó, nên giá nó hơi cao các bạn ha. Rồi, bên mình chuyên về các dòng sản phẩm như đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm. Và những dòng này mình cũng nhập về để cho khách. Nếu các bạn nào có nhu cầu có thể subscribe kênh của mình hoặc là add số điện thoại Zalo để mà xem những sản phẩm khác trên Zalo của mình. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.